xong hàng vụn mấy cái đoạn đó mà lộ ra một cái nha anh nha. Lộ ra đắt lắm, đắt gì hết. Trời ơi, chết. Rồi thôi bơi lẹ đi, bơi nè. Bơi thôi. 3, 2, 1 Yên, chạy đó. Trời đất ơi, hẹn hò vui tâm sự quá. Nói đại đi, bài đặt cái đây tập đánh kim. Trời ơi, cầm kim. Sống tập hết trơn, nói xong là để tắm chứ không phải để tập. Đúng rồi. Cái đây bị đặt đúng kim. Xuống tắm không? Xuống tắm chung nè. Tắm vui lắm đi. Đi tắm. Thôi vậy tâm sự chắc không dám tắt rời nha. Thôi. Tâm sự ông nào xuống. Vui quá. Quá trời vui luôn. Thôi xuống nước rồi nói. Ví dụ đây nói mấy câu nè, xuống nói cái vụ tâm sự rồi tâm xong sự rồi. xuống nước nói tiếp nước mát cũng là xuống tắm đi. Rồi. Hả? Dạ. Tắm gì? Cặp nước mát cái gì? Cặp bồ phải tốt nhiều hơn á. Cái gì kiểu rồi. Tại vì phải rửa trôi cái nghiệp của mình mới không nhau mà cái nghiệp. Rồi, ok, khoan, ngồi xuống lại. Hình như tụi em mới chạy xuống là tụi em chà nước luôn, tắm gì luôn, nói chạy mới vui. Dạ. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi, ok, ngồi xuống, thoại lại nè. Viết. Ôi, sạch chưa. Xuống tắm chung nè, mát lắm. Hả? Mát. A few moments ago. Cái này là xuống đây luôn hả? Cái nước đó là đi xuống. Đây lạnh nha, rất lạnh nha. Rất lạnh nha. Để đựng rượu. Hai người đó không tắm chung mình đâu. Tắm riêng nhau. Thôi con đầu chán. Xin vô xíu hả? Đúng rồi. Rồi, thôi được. Xích ra xíu luôn đi. Rồi. Rồi. Hai, xuống tắm chung nè, mát lắm. Đựng rượu. Không có tắm chung mình đâu. Tắm riêng với nhau à. Trời nói lần nghe thôi trời. Mình sao tập trung đi chứ. Coi chừng đi. Bà đưa dưới luôn nha. Bà đưa dưới luôn đi. Thôi. Cái nào chờ. Gái giờ kỳ ha. Đâu giống bà kỳ hơn. Tắm dưới mát lắm hả? Mát lắm. Coi chừng trúng nước nha. Miệng lành dữ trời. Thôi kệ đi, tắm đi thôi. Ây ơi, dùm rượu. Tình luôn. Ê, qua đâu. Ôi đơn dễ sợ. Đầu chó. Tôi tự gọi được. Này, tôi tự tốt được. Cái xà bông này tốt lắm luôn. Tự gọi được. Đó, rồi xả đi. Để cho tự nguyện chứ, sao mà gọi đậu nhau như vậy được. Cái này. Ôi, xong mát ghê á. Mà cô đơn cũng vậy à. Xin chào tất cả quý vị. Hiện tại thì ba anh em của tụi tôi đang tắm xong. Dạ. Chưa tắm xong, đang tắm bình thường, chưa xong. Ý là tắm dưới sông. Dưới sông thôi chứ. Tắm dưới nước á. Tắm dưới nước á. Chứ hiện tại thì vẫn chưa tắm xong. Nhưng mà nói nào ngay thì hiện tại thì tắm cũng mát. Chiều mà cũng 4-5 giờ. Với lại Phụng là có biệt danh là Kình Ngư. Kình Ngư. Ngồi xuống thử. Là bơi rất là giỏi. Bây giờ chúng ta cùng xem tiếp một Phụng lội từ đây qua bên bờ sông bên kia. Cái đó là khùng chị. Cái đó là điên. Chứ không phải là Kình Ngư. Lội cũng vừa phải thôi. Bây giờ em tiếc nghĩ là cái cảnh tiếp theo đó là ba anh em mình lên là lôi anh Khánh xuống luôn. Mới có phải anh là diễn viên chánh. Thì sao? Mà diễn viên chánh thì phải có tắm dưới nước như vậy. Rồi. Trong khung mà có hai người chính vô thì cái scene nó mới khó bị cắt. Đúng rồi. Anh với chị Mai là diễn viên chánh phải vô rắc co, giữ rắc co với ba diễn viên dưới đây chứ. Diễn viên chánh nãy giờ thấy quy lưng không là thấy. Tại vì ví dụ fan anh coi, người ta coi anh. Không lẽ anh đi vô cái còn có ba em ta đi vô rồi sao? Rồi, anh phải ngồi giữ rắc co tới cuối. Bóc bà ra trước. Không, tụi em làm nghề chưa có fan cứng à. Tụi em chưa có fan cứng, fan mềm mềm à. Mềm mềm quá. Fan lẹm, fan dèm 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 nữa. Chứ chung rồi. Fan cứng mà lâu dữ lắm rồi. Lâu dữ lắm rồi em. Hai ngày 30 năm rồi. Lâu dữ lắm em mới thấy một. Sao lúc diễn không thoại liên tục vậy? Mà nè. một body chứ sao? Có body em dụng chứ sao? Nhìn nụ cơ quá trời luôn. Nụ body cơ là cái gì? Gầm mũi lên anh. Nụ cơ là cái gì? Gầm mũi ta đỡ hơn em á. Em có cơ luôn rồi. Thì em không có cơ em mới vậy nè. Chứ em mà có cơ là em phe rồi.
anh có xiên, anh Dũng có xiên luôn á, quá trời. Xiên á anh, cái xiên á, anh biết cái xiên không? Cái xiên á là cái xiên cơ ngực á. Cái xiên cơ ngực mình á anh. Anh không biết hả? Biết thôi. Ủa sao chị nói tục vậy? Tôi giật mình. Phải biết biết chỗ đó. Ben qua thấy tụi đó, đưa qua siêu tắm được. Anh đạo diễn chị đạo hay quá ha, ước gì anh cùng xuống này. Cộm ấp cái khăn. Không, chị móc miếng da rồi nè. Cái miếng da tại vì chị đi ra ngoài ngoài á, hào không? Đó, nguyên là nước này không có tóc được. Em đỡ cái chiều lại á. Vì nó có quá chất á. Ủa? Ủa? Ben theo Bình Dương. Ủa anh? Dính quá chất luôn rồi đó. Anh cũng mới mổ. Là tắm từ nãy giờ xong anh mới nói là nước này hồi là có quá chất. Sao anh không để tụi em đóng phim sao mình anh nói gì vậy? Sao anh? Không, anh thật thà quen này. Đóng phim mình anh. Lật cái khăn lại. Sao mà anh kỹ cái này? Lật nguyên cái khăn. Lật cái chiều khăn. Ừ. Em quay vậy đó thôi đó, em đâu có đứng lên được đâu. Nãy giờ đem khăn để làm đi. Mà ướt hết trơn. Ủa là sao ta? Kỳ vậy, sao bây giờ đúng này người ta dắt khăn lên cái thuyền. Dắt lên thuyền ha. Vậy bây giờ chạy mua lại giùm em mấy cái khăn đi. Hôm nay em còn tóc mà, thùng nước đệm nó trà ở đầu em, nó tai đầu em xong rồi bút. Rồi rồi rồi, ok khoan, ngồi xuống lại. Coi như tụi em mới chạy xuống là tụi em chạy 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 chà nước luôn, tắm gì luôn, nói chạy mới vui. À. Hiểu không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi, hiểu okay, rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lại lại nè. Ba đứa chụm vô xì đầu. Rồi lên lên xuống lại nè. Không vậy thì nếu vậy thì anh vô anh chà cho em luôn, em cho anh chà luôn đi. Em không cản. Em cho anh chà luôn. Tự hào vậy. Em phải giấu cái cái gì mình nhóm từ trên đây xuống cái nè. Ủa anh hồi nãy em chụp hình lên không thấy anh. Cái nách rồi ra rồi kìa. Một lấy em xuống em ơi, hợp cái người xuống xíu cho anh Giang tí. Nghe em vậy nha anh. Đúng rồi. Ừ. Nát quá. Ừ mát quá. Không mát nha. Ở quay nha. Ok. Bật thang đúng không? Bật thang nhưng mà đã lắm, anh xíu xuống tắm đi. Dùm cứu bình thang. Dút chạy. Ấm canh tắm rồi. Anh tắm chỗ này đầu tiên. Ấm chung chưa? Ok. Tắm ngày đẹp. Anh đưa coi clip gì? Rồi chuẩn bị. Rất lạnh nha quý vị nha. Hiện tại là bây giờ là đang quay tới 6 giờ rồi. Nhưng mà cũng nói chung là cũng không có lạnh gì mấy. Cũng kiểu bán mẹ thôi. Cái này cũng bình thường, cũng lạnh gì đâu. Ê, lạnh lắm chị Trang. Chị có lạnh không? Đâu có lạnh gì mấy. Không, kiểu cũng bình thường hả? Không ai muốn nước hay gì anh? Uống nước trà gừng mà cho ông hút lên nếu muốn tới tới một chuyện không? Để ông hút được. Ôi em vô xong cái điều trời ơi, không có tánh xong cái thẻ nữa hay vô, ta quay xong thì vô mua kiếm. The book,